phát hiện nơi được xem là lưỡi của quỷ ngoài đời thật. Và nơi này nằm tại hạt Westland của Na Uy. Và tại vì sao nó có tên là lưỡi của quỷ là bởi vì đây là một khối đá nằm ở độ cao 1.100m so với mực nước biển, và vách đá này nhô theo chiều ngang của ngọn núi liếm lên bầu trời xanh cùng khung cảnh hùng vĩ bên dưới. Chưa kể nhìn nó như đang lơ lửng ở khoảng không 700m. Vách đá này được hình thành vào thời kỳ băng hà khoảng 10.000 năm trước, khi mà các cạnh của sông băng nứt ra và băng thì đóng giữa các vết nứt của khe núi, sau đó tan chảy khiến núi tách ra thành những hình thù kỳ lạ. Và thứ hai chính là suối nước nóng Cầu Vồng nằm tại bang Wyoming của Hoa Kỳ, hay nó còn có tên gọi khác là lăng kính khổng lồ. Để lý giải cho màu sắc rực rỡ của nơi này là do bên dưới suối nước nóng có rất nhiều loài vi khuẩn ưa nhiệt. Được biết nước tại nơi này vô cùng nóng ở giữa tâm và nguội dần khi tiến ra xa, vậy nên mỗi vành đai sẽ có một môi trường vi khuẩn sống khác nhau nên đã hình thành ra rất nhiều màu sắc.